Weibo xứ Trung mới đây đang sốt sình sịch vì một tin đồn cực hot được các blogger lan truyền chóng mặt. Theo đó, Âu Hào, Mỹ Nam từng đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Tay trái của Tô Hữu Bằng, giờ đây đang hẹn hò với một mỹ nhân có tên viết tắt là SQ. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc chia sẻ thông tin về cặp đôi mới này, blogger còn cho biết thêm, một nhân vật khác là MSC vì chuyện này mà đã mắc bệnh trầm cảm, tăng cân vùn vụt. Sau khi tin đồn này được chia sẻ, netizen xứ Trung đã cho rằng nhân vật SQ chính là Victoria Tống Thiến, Song Quan, còn MSC chính là Mã Tư Thuần, ảnh hậu Kim Mã và cũng là tình cũ của Âu Hào. Trong quá khứ, Âu Hào và Mã Tư Thuần từng có 3 năm bên nhau mặn nồng. Cả hai là cặp đũa lệch trong showbiz bởi gia thế khác biệt nhau một trời một vực. Âu Hào vì gia cảnh sa sút kinh tế mà từ năm 16 tuổi đã ra đời lăn lộn kiếm tiền, trang trải học phí và sinh hoạt. Trong khi Mã Tư Thuần là cháu gái của nghệ sĩ gạo cội Tưởng Văn Lệ. Năm 2016, Mã Tư Thuần vượt mặt Phạm Băng Băng trở thành ảnh hậu Kim Mã cùng với Châu Đông Vũ với tác phẩm Thất Nguyệt và An Sinh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau khi chia tay Mã Tư Thuần, Âu Hào cùng với Victoria đóng chung bộ phim Ánh Trong Không Hiểu Lòng Tôi. Cả hai nhận được lời khen vì sự ăn ý, đẹp đôi trên màn ảnh. Dù lớn hơn Âu Hào 5 tuổi, song Tống Thiến vẫn được khen ngợi trẻ trung, không hề có cảm giác già hơn bạn diễn. Tháng 8 năm 2020, Mã Tư Thuần bị ghi lại hình ảnh xuất hiện tại bệnh viện tâm thần. Ảnh hậu Kim Mã tiểu tụy trông thấy do gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Trước đó, nữ diễn viên cho biết cô đang phải điều trị bệnh về tâm lý, uống thuốc khống chế cảm xúc. Tâm trạng thường xuyên căng thẳng, lên xuống thất thường của người đẹp khiến cô sa vào trầm cảm. Bệnh tật khiến cho Mã Tư Thuần đã phải dùng thuốc trong một thời gian dài và tăng cân nghiêm trọng. Trước đó, có nhiều nguồn tin khẳng định lý do Âu Hào, Mã Tư Thuần chia tay là do đằng trai lằng nhằng, bắt cái nhiều tay. Về phía Mã Tư Thuần, cô cũng tránh nhắc tới người cũ để gây ra hiểu lầm. Gần đây, cánh paparazzi còn bắt gặp hình ảnh ảnh hậu Kim Mã hẹn hò với bad boy Trương Chiết Hiền, người từng vướng vô số lùm xùm ngoại tình, ăn bám bạn gái cũ. Ngay lập tức, từ khóa mắt nhìn đàn ông của Mã Tư Thuần hay Mã Tư Thuần chạy nhanh đi trở thành chủ đề được bàn tán hot nhất trên mạng xã hội Weibo. Ngưỡng mộ cho rằng Trương Chiết Hiền không xứng với sao nữ tay trái vì ngoại hình xấu. Chưa kể, giọng ca của nhóm Penicillin còn bị đánh giá thấp về nhân phẩm. Anh đã từng vướng vào loạt tai tiếng như bòn rút tiền của bạn gái khi chưa nổi tiếng, hẹn hò cùng lúc nhiều người đẹp, từng khoe khoang ngủ với bạn gái người khác, có hành vi bạo lực và lời lẽ phản cảm. Không ít fan Mã Tư Thuần thậm chí còn tràn vào trang cá nhân của Tường Văn Lệ, kêu gọi dì ruột nữ diễn viên khuyên cô tỉnh táo, suy xét lại mối quan hệ với Trương Chiết Hiền. Anh ta là kẻ cặn bã nổi tiếng showbiz, Mã Tư Thuần có vấn đề à? Yêu ai không yêu lại yêu Trương Chiết Hiền? Tôi không tin anh ta sẽ cải tà quy chính, chỉ sợ cô ấy sẽ chịu đả kích tinh thần. Cư dân mạng bình luận, có thể nói tin đồn hẹn hò khiến fan bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh, hay còn gọi là Hậu duệ mặt trời bản trung bất mãn. Trong tác phẩm này, ảnh hậu Mã Tư Thuần đóng cặp cùng Bạch Kính Đình, mối quan hệ trên phim đang rất được khán giả ủng hộ. Sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng xem phim của khán giả.